Xin cảm ơn câu hỏi của bạn Tú An. Thì theo cái thông tin thì mẹ bạn là phẫu thuật cắt đại tràng và được có đeo họng môn nhân tạo. Nhưng tuy nhiên cái thông tin này thì bác sĩ không rõ là cái thông tin là mẹ bạn được mổ trong một tình trạng là có cấp cứu do tắc ruột hay không, hay là mổ phiên, hoặc là thứ hai là mẹ bạn còn đeo họng môn tạo, đó là họng môn tạo hồi tràng ở bên phải hay là họng môn tạo đại tràng ở bên trái hay không. Bác sĩ đưa ra hai cái giả thuyết. Cái giả thuyết thứ nhất là mẹ bạn được cắt đại tràng sigma và nối đại tràng trái với trực tràng trong cái tình trạng mà cái u nó gây chít hẹp gần hoàn toàn và làm giãn cái ruột ở phía trên, vì vậy làm cho cái mô ruột nó không được tốt. Sau khi nối xong thì làm họng môn tạo hồi tràng ra hố trọng bên phải để bảo vệ. Trường hợp thứ hai là mẹ bạn được cắt đại tràng sigma và đưa cái đầu trên ra ngoài làm họng môn tạo, đầu dưới thì đóng lại, hoặc là đưa cả hai đầu ra ngoài do cái tình trạng ổ bụng là có tình trạng viêm nhiễm cũng như là áp xe mà không an toàn cho thực hiện cái mối nối. Trong cả hai cái trường hợp như này thì trên lý thuyết thì đối với ung thư đại tràng sigma thì sau khi cắt đoạn đại tràng sigma nạo phết hạch điều trị thì cái vẫn còn một phần cái mô của trực vẫn phải một phần trực tràng phần còn lại, trên lý thuyết thì hoàn toàn có thể làm lại tái làm lại lưu thông để cho giúp bệnh nhân có thể đi theo cái đường tự nhiên được. Tuy nhiên để trước khi thực hiện cái điều này thì bác sĩ phải làm các xét nghiệm để chẩn đoán chắc chắn rằng bệnh của mẹ bạn đã ổn định, không có tình trạng di căn, không có tình trạng tái phát, bằng các xét nghiệm ví dụ như là chụp X-quang, chụp các lớp vi tính, ổ bụng, tiểu khung, và làm các xét nghiệm chỉ điểm u, đánh dấu chỉ điểm u, và quan trọng nhất là có thể tiến hành nội soi đại trực tràng, bởi vì cái u sau khi phẫu thuật cái đặt trước ấy, nó to, chít hẹp mà ống soi không biết là đã đi lên để đánh giá được cái phần đại tràng còn lại không. Vì thế mà chúng ta cần phải tiến hành nội soi lại cái đại tràng để đánh giá xem có những cái tổn thương khác hoặc là những cái tổn thương tiền ung thư, qua đó có thể sinh thiết hoặc là cắt bỏ những cái polyp kích thước nhỏ hoặc là những cái tổn thương về tiền ung thư. Vì thế mà khuyên bạn nên đến cơ sở y tế cũng như là liên hệ với cái bác sĩ đã phẫu thuật trước cho mẹ bạn để được tư vấn cũng như là làm các xét nghiệm để có cái hướng điều trị tốt nhất. Và cuối cùng là với cái tổn thương vậy thì chúng tôi nghĩ vẫn có khả năng để nối lại được, để mẹ bạn đi theo cái đường tự nhiên và để nâng cao cái chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Cảm ơn.